Cô Tím Lục Bình Vlog xin trân trọng kính chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn gần xa thông qua màn ảnh nhỏ. Vâng, Lục Bình rất hân hoan chào đón sự trở lại nồng nhiệt cũng như những tình cảm thân thương mà tất cả quý cô chú anh chị đã dành cho Lục Bình trong suốt thời gian qua. Kính chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống. Vâng, chắc sinh ra đời là một kiếp qua và vốn dĩ phải tuân theo quy luật sớm nở chiều tàn. Mang thân phận người phụ nữ nên ai cũng ước ao được yêu thương, trân trọng và được hưởng hạnh phúc cuộc đời. Một số người thì được may mắn, được sống trong bình an và tận hưởng những gì hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Song song bên cạnh đó thì vẫn còn tồn tại những hoàn cảnh éo le, ngậm đắng, nuốt cay, sống trong những tháng ngày dài đẫm nước mắt, trong những cuộc tình bội bạc phụ phàng, để rồi phải ngậm lại số phận mình sau quá nhiều trái ngang. Vâng, một sáng tác của tác giả Nguyễn Hữu Nghĩa, bài hát được mang tên Nỗi Buồn Phận Gái. Qua phần trình bày của Lục Bình, mời tất cả quý cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức ạ. Bye.
lời hứa anh trao em còn ghi khắc, nhắc lại tình xưa và nước mắt tuôn dòng. Nào
Để rồi mấy đây dù mình tiếc nuối cũng không còn. Lần này nữa thôi gọi là chia sẻ vui buồn, để một mấy đường đời đôi nhà không ai cười cũng chỉ một mình thôi. Mình hát với nhau bài hát tình yêu của anh.
những ngày qua mộng câu, bài hát những ngày mới trong sở thiên ly. Vâng, đến đây thì thời lượng phát sóng buổi giao lưu ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Lục Bình xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đã dành chút thời gian quý báu của mình để xem video. Kính chúc tất cả mọi người có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời sau những giờ làm việc mệt mỏi. Hẹn gặp lại ở những kỳ phát sóng tiếp theo. Thân ái kính chào.